Dương kia. Ôi. Kinh ra anh ơi. Ui trời ơi. Có phải chúng mày gặp thật không? Gặp rõ con ma nữ nó ngồi đen nổi luôn. Ông Chiến ông sợ ông chạy không dám lên. Thằng Chiến đâu rồi? Chạy mất. Thằng Chiến nó chạy mất dép rồi, nó sợ rồi. Con này có phải tận mắt chúng mày nhìn thấy không? Mắt nhìn rõ luôn con ma nữ nó đang ngồi đen nổi mà tóc tai nó xõa sợi là sợ kinh khủng luôn. Tao đặt thấy chúng mày có cầm mày chưa? Chưa cầm vẫn đang đấy. Ngồi hãi chạy hoảng hết thì còn đâu mà. Cứ như bà cả. Ý bà xem cái cảm lúc này. Ừ, nhìn rõ luôn ý. Đi người. Anh em ơi. Nhưng bây giờ như này. Không biết mấy ngày nó có lừa mình không, nhưng mà nó bảo nó gặp mà giờ Chiến nó không dám đây nữa. Nó hàng quang xem nào có đúng rồi, Chiến nó nhìn đâu. Chiến nó khi về nó chăn trùm kín đầu rồi mà nấp rồi. Nó đang ngậm cái quả ổi mà lưỡi nó dài lắm. Tóc nó trùm nó không nhìn thấy mặt mũi đâu mà. Tóc nó trùm không nhìn mũi cái lưỡi nó niếm ổi thôi. Trong căn nhà này. Ừ. Quả này nhằm đến cái cửa nó cứ đúng đúng đúng. Mọi người thì bây giờ anh em chạy vào trong này anh em xem con ma nữ như thế nào mọi người nhá. Đi vào mà xem nhá. Mày nhát chết không mày mới chạy vậy. Ui công nó bị hát thôi nhưng mà nó ra nám khỏe kinh lắm. Đây anh em gặp một con ma nữ trong này mọi người. Kinh khủng lắm. Không nhìn thấy đầu tóc mặt mũi đâu. Bộ tóc không nó không nhìn. Chắc ngày xưa chết oan đây đấy. Tóc không ma nữ thế thôi. Ủa nó mũi tóc kìa. Nhà này thế bảo không giải tỏa cơ mà. Ừ nhà này có giải tỏa đâu. Cứ máy ủi đến là nó phá hỏng mà. Nhà những kiểu chiếc cái. Thật không? Gió kìa, gió kìa. Ừ nhỉ. Ú bắt đầu có luồng gió kìa, luồng chân khí kìa. Cảm thấy lạnh nhất người anh ơi. Hay là trong cái nhà này đâu? Hay là trong cái nhà này đi. Anh nghĩ trong này có bí ẩn gì đâu anh em ơi. Ừ. Hả? Chắc có cái gì bí ẩn gì trong ngôi nhà này rồi. Anh mở xem đi em kinh. Ma nữ kia. Hãy mau mau hiện đây. Ngươi định làm điều ác à? Trời ơi, sống đây lâu năm lắm rồi đấy. Cái gì ta? Lừa bọn em thấy ấy nhỉ? Anh lừa tao. Bây giờ không, đi. Con ma nữ thật đấy. Chắc nó đi mất rồi. Ừ. Kinh lắm. Cẩn thận đấy. Gặp ở đâu? Gặp ở trong nhà ấy kìa. Tớ nghĩ là cái khả năng mình chết này. Ừ. Vấn đề. Anh tính là nhà này ngày xưa chết oan trong cái nhà này đấy. Đây có hố gì đây anh em ơi? Đâu hố đâu? Đây này. Ừ, cái đây có hố gì đây nhỉ? Có hố gì đây nhỉ? Ừ. Sao người ta lại xây hố trong nhà này nhỉ? Ui, có mom. Hay này người ta trôn xác chết ở đây. Có mom. Có mom hay sao ấy? Đồ nãy công gặp nơi đầu năn ăn gì? Năn ổi trên nhà to này này. Ổi á? Ừ. Cái gì kêu đây? Có cái tiếng gì? Bát hay sao ấy? Hả? Bát trong nhà bát. Ui, tiếng cái bát nào ấy? Cái bát đang nọc cọc kìa. Đấy, thấy chưa? Tin chưa? Ui. Kinh quá. Ma nữ nó đang ăn ổi mọi người. Ma nữ đang ăn ổi còn quạc quạc kìa. Cẩn thận nhé anh ơi. Đi mát mà ông xa không xoảng kìa. Mình sợ quá. Ui. Thấy gì đâu? Vẫn động rồi. Ủa chắc sợ rồi. Nó sợ rồi. Vẫn động đây. Ui. Vẫn động kìa anh em ơi. Ui. Kinh lắm anh ơi. Kinh lắm. Quang hỗ trợ anh một tay. Kinh lắm. Quang lên đi. Ui. Cái gì đây? Ui. Cái gì đây? Ui. Ui cái cây nó đổ vào trong nhà kìa. Ui. Nó hóa thành cái cây rồi. Ui.
Ui, nó cựa kìa anh ơi. Ui, cái cây tự cựa kìa. Cây cựa rồi. Ui. Nhà ngươi đi làm điều ác ở đây à? Anh em ta sẽ không để cho ngươi làm điều ác đâu. Ui, 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 kinh quá. Giơ tay chịu trói đi. Là sẽ cho ngươi vào nơi cứu quyền. Không, ngươi sẽ phải quá. Xuống 18 tầng địa ngục. Cũng không nhìn thấy gì, thấy mỗi cái cây, cành cây. Mỗi cây thôi. Nếu như nhà ngươi có điều gì bất tất, hãy hiện ra đây nói chuyện với ta. Ta sẽ giúp nhà ngươi siêu thoát trong tháng 7 này. Dùi cái tháng 7 cô hồn này ghê lắm. Mùi tháng này tháng cô hồn không ạ? Mà nó đi đấy. Ui, ui, cây nó chạy hẳn lên mái nhà kìa. Cây nó trèo lên mái nhà luôn mọi người. Ui. Ui, không chọc đứt được nó đâu. Không chọc đứt được nó anh ơi. Lại đánh ngay. Ui, đứt rồi. Ui, 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 liệu các bạn đi vào chân trong kìa. Ui, kinh quá. Ui, ui, đi vào trong nhà xem nào. Ủa đâu? Ui, có tiếng động nãy. Có tiếng động nãy. Đi xem nào. Đi. Ui, đâu? Đâu? Có chiếc ổ ở đây không? Ổ ở đây. Nó ngồi đâu? Ui, nãy nó trong cái ngồi cái ghế cái kia, cái cánh cửa cái kia. Ngồi cánh cửa này. Ừ. Vào mà xem. Đâu ở đâu ra? Ui, này là tụng hoa mắt đấy chứ? Có chiếc ổ ở đâu? Thế nó ăn hết rồi. Nó ăn hết thôi. Ủa anh ấy hương như thế là đầy hương này. Nó nhập vào đâu rồi? Vào đâu rồi? Vào đường đây. Hay vừa anh đánh cái cây kia nó bay mất rồi. Cẩn thận nhá. Ủa người mắt hương thả đây này. Kinh quá. Anh em, thấy có điều gì nghi vấn này không? Sợ lắm. Vừa nó còn cầm cây đây sao mà thùng hành thấy mặt của tao sợ rồi. Chẳng thấy sợ rồi. Ui ấy, ngoài kia đọc đóng gì ngoài kia đấy. Phải không? Đi bãi kia kìa. Bãi gì cơ? Bãi người ta đang thân đèn đấy. Bãi ta đang thân đèn đấy này. Ui ui, có nước động kìa. Ui ui, nước có động à? Kìa kìa. Nó quay ra đấy rồi. Ui ui, có nhìn thấy có quay không? Nước phản sáng lắm. Kìa kìa. Ui ui. Ui 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 cái gì đây? Ma đấy. Ui đi đây mà con quăng lên kìa. Của ma đấy anh ơi. Ui ui mày đâu? Thấy chưa? Đi đâu? Đi bắt đồ anh ạ. Ui đâu nha? Tao giờ tao còn toát hết cả mùi. Sợ lắm. Ui sợ hết. Ui chắc là lỗi anh em mình rồi. Không thấy gì nhỉ? Cẩn thận hết nhà bước đấy. Cẩn thận nhé anh ơi. Ui thấy chưa? Ui ui. Còn ma nữa này. Hôm nay tao phải giết nhà ngươi. Ui, ui kìa, tôi đóng chặt cửa này thôi. Đóng cửa rồi. Ui. Mở lại cái tai. Này, anh đâm bụng cái cửa này. Đâm miệng á. Hả? Đâm bụng á. Đâm bụng muốn miệng. Ui. Ui, không thấy gì nữa. Không gì à? Không nhìn nó trêu anh em rồi. Chắc trêu anh em rồi. Đâm biết gì rồi đó. Ui, cây ổi á. Cây ổi nó trèo đây nó nổi rồi. Ui, chạy ra ngoài chứ. Ui. Anh em chạy ra ngoài chứ. Chạy ra ngoài chứ nào anh em. Ui, thấy gì không? Thắng xuống bếp rồi. Xuống bếp này hả? Thắng xuống bếp rồi. Ôi, hình như vừa nó thao ổi ra đây. Ôi, ôi, sao trời này có ổi đây này? Có máu này anh em này. Ôi, có ổi nó có máu này. Ôi, ôi, kinh quá. Ôi, kinh chưa này. Ổi này. Ôi, nó đứng đây, nó vừa cái bóng nó đứng cạnh mình không biết đâu. Khi nó đứng bên cạnh mình không biết rồi. Tôi sợ quá mọi người. Ui chát lắm. Ui, ổi nóng rồi. Riêng ma nó ăn vào rồi chát toàn bộ ở trong nhá. Chát vào đấy kinh lắm. Chát lắm. Thấy gì không em ơi? Trên cái ổi rộng rộng kia ấy. Đâu? Trên cái ổi kia phải không? Phải, có phải cái ổi đúng không? Ổi đúng không mày ơi? Ui kia kia. Anh đang ngồi trên đây đây. Có gì không anh? Không biết. Không biết gì nhau. Có khi nào mà chưa chết xong giấu trong bể đâu. Hay vậy đấy. Hả? Mà sao đây cái lỗ bể nó vỡ ra vậy nhỉ? Bọn mắt kỳ đà. À. Kinh lắm anh ạ.
cái gì đâu. Mà không biết nãy mày có nhìn rõ tận mặt không? Hả? Nhìn thấy thôi nhưng mà không nhìn mặt mũi gì, thấy đầu tóc nó rũ xuống. Thôi mũi bộ tóc nó rũ xõa sợi thôi. Vậy thì mấy anh em đây là thấy là bộ tóc nó rũ sợi xuống mọi người. Bây giờ theo anh nghĩ thì bây giờ năng ở đây là có hai cái chăn chấn cái nhà này. Ủa giờ này không thấy chăn đâu. Ủa này không, hôm qua thấy có cặp chăn mọi người, nay không thấy đâu. Ngày mai anh em, ngày mai anh em làm cái lễ rủ chúng ta đi. Ừ, ngày mai anh em làm cái lễ rủ. Ngày mai anh em làm cái lễ anh em rủ con này ra. Bắt nó kinh lắm. Mà thằng Lũng con chăn 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 thần đấy. Đúng không? Đi. Thế không nhập vào người kinh lắm, rủ ra. Hay về làm lễ đi. Hả? Hay về làm lễ đi. Đi. Mọi người thì giờ mình sẽ về mình chăm một cái lễ cho ngày mai câu hồn lên. Cho mọi người xem là con ma nữ như thế nào mọi người nhá. Bây giờ mình kết thúc video này, mọi người xem video của anh em mình. Nếu mà cảm thấy hay, nhớ like chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình sẽ làm những tập tiếp theo mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Đi đây, đi con.